Thưa quý vị và các bạn, thị trường khẩu trang ở Tiền Giang 2 ngày trở lại đây đang sốt về giá cũng như là về sức mua. Thực tế thị trường này đang sôi động ra sao? Phóng sự sau đây sẽ đề cập đến vấn đề này. Tăng giá, khan hàng, thậm chí không còn khẩu trang y tế để bán là thực trạng chung của hàng loạt nhà thuốc Tây trên địa bàn thành phố Mỹ Tho. Theo nhiều người tiêu dùng, do có thông tin Đà Nẵng và Quảng Ngãi có ca nhiễm COVID-19, nên khẩu trang lại bắt đầu tăng giá và khan hàng. Mặc dù cho đến thời điểm này, Tiền Giang vẫn chưa có ca nhiễm nào. Trong khi các nhà thuốc Tây hết hàng, thì ở các siêu thị, cửa hàng bách hóa khẩu trang vẫn được bày bán bình thường. Hiện có hai loại khẩu trang được bày bán ở các đơn vị này, khẩu trang vải và khẩu trang y tế. Khẩu trang vải vẫn đang được bày bán khá nhiều, mẫu mã đa dạng, và hiện mặt hàng này đang được bán với giá khá ưu đãi, bởi các đơn vị này đang chạy chương trình giảm giá từ khoảng 5 đến 10%. Thị trường khẩu trang vải thì bên em hiện tại là có số lượng nhiều tại cửa hàng đã có sẵn rồi. Để tiếp ứng cho khách hàng, nếu như mà khách hàng không mua được cái khẩu trang y tế như khách hàng mong muốn, thì cái khẩu trang vải này, cái cách sử dụng nó cũng rất là dễ và được tái sử dụng nhiều lần. Một khẩu trang như vậy được tái sử dụng là 7 lần. Riêng khẩu trang y tế, dù đã dự trữ, nhưng trong 2 ngày qua, do sức mua tăng đột biến, nên một số đơn vị chưa kịp bổ sung ngay lượng hàng về. Hiện một số siêu thị, cửa hàng bách hóa quy định mỗi khách hàng mua một hộp nhằm hạn chế tình trạng dự trữ và đảm bảo mọi người đều có khẩu trang để dùng. Khẩu trang than hoạt tính thì cái sức mua khách tìm rất là nhiều. Nhưng mà do tình hình quá đột biến cho nên là khu vực em thì hiện tại là đang tiếp tục về hàng bổ sung. Nhưng mà cũng có giới hạn số lượng khách mua, là khách hàng chỉ mua một khách hàng chỉ mua được một gói 10 cái. Để đảm bảo là những khách hàng khác là ai cũng sẽ mua được cái khẩu trang này. Hiện tại đối với cái số lượng tồn khẩu trang tại khu vực em thì có thể đáp ứng trong thời gian này, có nghĩa là đang có sẵn là có thể đáp ứng được khoảng trong vòng một tuần. Nhưng mà hiện tại là bên công ty em cũng đang forecast thêm số lượng về để đảm bảo đáp ứng là hết số lượng khẩu trang này là sẽ có số lượng khẩu trang tiếp ứng về tiếp. Tại vì thị trường đang sôi động thì, nhưng mà bên em vẫn cố gắng là giữ vững cái giá và không thay đổi giá và không tăng quá bất thường. Trong khi giá khẩu trang y tế ngoài thị trường đang tăng cao, thậm chí không có, thì các siêu thị, cửa hàng bách hóa, hợp tác xã vẫn chủ trương bán mức giá cũ và cam kết sẽ làm việc với các nhà sản xuất, cố gắng bình ổn giá, không để tăng giá đột biến trong những ngày tới. Mới 2 ngày nay thôi thì cái tình hình khách hàng đang đi mua khẩu trang tăng đột biến. Khẩu trang y tế đó hiện tại là đang các cửa hàng đang cháy hàng luôn rồi. Nhưng mà các sản phẩm về khẩu trang vải, khẩu trang kháng khuẩn thì ở đó xanh vẫn có hàng để cung cấp cho khách hàng. Giá cả thì mình cũng bình ổn mà chưa có tăng. Thì ví dụ như là sản phẩm khẩu trang y tế đi là một hộp 20 cái thì chỉ 40.000 thôi. Hiện tại các anh chị em ngành hàng nhập chuyên mua hàng đó cũng đang làm việc ráo riết với bên nhà cung cấp để đảm bảo cái lượng hàng để cung cấp cho Phát Thảo Xanh. Còn cái số lượng hàng đang còn tồn trên kho thì công ty sẽ chuyển dần về siêu thị để mà bán hết số hàng đó trước. Còn về cái nước rửa tay thì nước rửa tay thì hiện tại Phát Thảo Xanh đang có nhiều chủng loại lắm, khoảng hơn 10 loại nước rửa tay khô và các loại nước rửa tay nước thông thường nữa, hiện tại đang vẫn bán với giá ổn định. Đạo đức kinh doanh là một phần không thể thiếu để tạo ra lợi nhuận trong môi trường cạnh tranh, là quy tắc ứng xử với mọi doanh nghiệp cần sự trường tồn và phát triển bền vững. Chính vì vậy, ngay khi cả nước đang dồn sức phòng chống dịch bệnh, thì hơn lúc nào hết, mỗi nhà, mỗi người cần chung tay phòng chống dịch, chứ không phải lợi dụng cơ hội tăng giá trục lợi. Thì giá cả khẩu trang hiện nay thì hiện đang lên và nó nằm khoảng trong mức từ 100 tới 150. Một hộp tùy theo có thể là khoảng 50, 20 hoặc là 30. Mua thì nhất thiết phải mua rồi, tại vì để bảo vệ sức khỏe của bản thân và cả gia đình và cả xã hội nữa mà. Các cửa hàng ổn định giá để cho mọi người có thể an tâm hơn vì để bảo vệ sức khỏe của mọi người. Cái khẩu trang với nước rửa tay nó tăng nên con cũng nghĩ là không có nên tăng cái đó, tại vì là cái đó là để bảo vệ sức khỏe của mình cũng không nên tăng cái việc giá khẩu trang hay là nước rửa tay đó. Song song với khẩu trang thì thị trường nước rửa tay cũng khá nhộn nhịp, tuy nhiên không sôi động và khan hàng như khẩu trang. Hiện các siêu thị, cửa hàng bách hóa, hợp tác xã đã và đang chạy chương trình giảm giá mặt hàng này từ 5 đến 10% và đảm bảo nguồn hàng dồi dào đáp ứng nhu cầu của người tiêu dùng.